biển số định danh là gì, hiểu như thế nào cho đúng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, nhà nước áp dụng luật biển số định danh, tức là biển số sẽ được cấp và quản lý theo mã số định danh của chủ sở hữu xe. Trước đây thì xe nào biển đó, biển đi theo xe, còn bây giờ thì người nào biển đó, biển đi theo người. Hiện tại, mỗi người vẫn có thể sở hữu nhiều phương tiện, tuy nhiên mỗi xe chỉ được gắn với một biển số với mã định danh cụ thể. Ví dụ bạn đang sở hữu biển số này, sau đó mang đi đăng ký mã số định danh của bạn, thì mặc định biển số này sẽ chỉ thuộc về bạn. Khi bạn đang có ý định bán hoặc là trao tặng xe cho một ai đó, thì bạn phải giữ lại biển số và đăng ký xe để nộp lại cho cơ quan công an, và họ sẽ cấp lại cho bạn biển số này khi bạn mua xe mới. Cơ quan công an sẽ giúp bạn giữ lại biển số này trong vòng 5 năm. Nếu như quá 5 năm biển số này không được sử dụng thì sẽ được trả lại vào kho số. Có một lưu ý nho nhỏ, đó là biển 5 số thì sẽ được giữ nguyên khi định danh, còn biển 4 số thì sẽ phải cấp đổi lại thành biển 5 số nhé. Tuy nhiên, luật thì không ép người dân phải đi định danh. Từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2023, nếu như xe phải sang tên đổi chủ hoặc là cần đi công chứng thì mới phải bỏ biển cũ cấp lại biển mới. Bạn thấy quy định mới này như thế nào? Cùng bình luận bên dưới để mình biết nhé!